đeo khuyên Hugo, bác phải trang điểm rồi nhé. Cha tự trang điểm cứ mọc trần. Nhìn xấu quá hả? Sao các cụ con đầu tiên buổi sáng? Cụ hai rồi. Lay. Ui to thế. Cái này đã ăn thua gì mà to thế này, để lên nhỉ. Con này mới chỉ là bình thường thôi. Cái đêm đổ đi. Rồi. Chào các cụ nha. 81 báo cá. Cá chấm đen to đùng cái gì đó. Hồ câu đại tàu mô tiếp tục báo cá nha. Và vừa thành công nha, em xin phép em kết thúc lại. Hồ câu đại tàu mốt tiếp tục vào cá nha. Úi. Tàu mốt vào cá cũng. Cần con này chín bố cho bố tắt gùa nha. Bắt thằng em xả kinh. Tại một báo cá cũng nhân lai này hai con nhé. Ôi, anh bình con này mà này. Sợ nhỉ, đầu hai rồi. Đầu hai cái nịt. Không được anh. Không được. Anh được à? Hả? Còn anh, còn ai nữa mày. Mẹ nó câu mẹ. Sao lại lằng nhằng thế nhỉ? Sao anh câu được con này thế đéo rồi nhỉ? Đây đây đây. Chào các cụ lại lại hai con nhé. Con.
Con đấy to không? Sẽ đéo thì phát giật to này. Còn dưới kia khéo còn hai đồng này. Cân. Tháo nữa chưa? Ở đây đây đừng xách bơ, để em nước. Chắc lần đầu tiên này anh câu à? Ui em câu mấy lần rồi, 4-5 lần rồi. 4-5 lần lại nhấc cá này, nhấc anh cá. Em nhấc anh cá cân. Con này không được củ 2 rồi, nhấc hẳn lên thế nào? Bộ. 13 cân mấy? 13, nó chưa khóa, 13-20 không được củ 2, 6 lít. Chắc đừng thả cân. 6 lít à? Ừ, em thả. Cái vợt này của em rẻ rách cũng phải tầm 6-7 lạng, đúng không? Cho anh xin kiểu ảnh. Thôi chỉ phải cân 13 cân 2 thì cân thịt vợt. Có phải 13 cân 6, 3 cân 7 thì mới cân cái vợt chứ. Còn dưới này mới được 2 củ không? Không được, phải chịu ấy. Nào, anh Dũng to khỏe ra nhé. Hà sợ đấy, cá to còn bằng Hà đéo. Thôi bây giờ phải đút con cá là 20 cân rồi, phải đút. Bệt không ở đây. Đấy, cái này có phải nhịp không? Kéo được không? Kéo được, cũng rất ngay. Từ từ, thế này lên. Ôi, 18 mấy rồi, nó có lanh quanh 18, 70, không được. 18, 70, có 17, 17, mẹ chấm 2 nặng. Hả? Ừ. Mười ba cân mút cho đỡ mệt. Lao. Cho xin kiểu ảnh nào. Lâu lắm mới thấy con lùn cá to này. Thực sự. Con đầu tiên to này. Đầu tiên được 1,2 triệu. Nào. Ông có lấy không? Tao không chụp thì con sẽ cái bùng của tao đâu mà. Ok. Chào 5 cụ nha, phát này là 2 con 1 lai này. 1 củ 2, 1 6 lít. Con kia thì 12 cân rưỡi. 12 cân rưỡi, 12 cân 7. Con này thì 17 cân mấy? 17 cân 9 á. Chít 2 củ, chào 5 củ. Chào các củ, toàn. Thừa. 81 bà sấp đôi nha các cụ. Thừa mất 20 phân. Thank you.
Cụ hai không? Con này chắc cũng không được cân cho cục hai nào nhấc thôi tôi vậy nhấc rồi mất tay cục hai đi bao nhiêu bạn rồi cục hai ấy cho em chụp kiểu ảnh ha thả cân ok rồi thôi cầm cái thẻ vào lên đây thôi hai ngón được không bốn năm năm ba rồi đổ xem vợt bao nhiêu sáu lít nhầm đưa nhầm cái này của thằng trên kia cái thằng này là của thằng bốn nít ba cái chụp một thẻ sao hay tám mốt bao cá này vắng á tám mốt bao cá các bạn mất hình để gọi dậy nhập cân anh ghi cái cân xong rồi gỡ xong đấy thì được khóa cân con này không được mười rồi đấy nhá khóa cân này. À, cho xin chỗ anh đi chín cân tám cả vợt sao ba cũng như ba cái like hai con này. Thank you.
Mẹ lai toàn lên một cặp. Ba cái lai rồi. Hả? Không? Chắc được. Chắc được chứ không phải là không chắc đâu. Rất cần ông nhỉ. Được chưa? Dạ. Gần được của ai luôn, đùa đâu. Thằng cho nấm mai. Ba lai mỗi ngày. Hồ câu 81 tiếp tục báo cá. Đây đây rồi, đã quay rồi. Đây rồi em ơi. Xin chào VIP Hải nhé. Ui, cá to. Xin chào đoàn huấn nhé. Cá đã vào vật thành công nhá. Em kết thúc live stream. Mất rồi nha các cụ nha. Em xin phép em kết thúc. Tắm nước bao cá. Vào vật thành công. Mốt báo cá. Đi đâu cá ơi, người người cong hết rồi người. Thế thôi, cá thì bé tí thôi, ăn rồi người bé chịu thôi. Bố ơi, con muốn ăn cả nhưng mà không thấy bột nhà mình đâu để vớt. Cho bơi mà. Cho bơi xuống bơi đi. Bơi đâu? Ở dưới kia. Ok bố. Đúng rồi, anh này nó câu xong rồi bố đưa cần cho con nhé. Ừ. Để con vừa có hay vừa không hả? Lớp. Ôi giời. Tiếng chim ăn lắm. Có tiếng gì à? Có hai sao.
Ở bướng chụp có ai lổ đấy à? Báo tiếp các cụ này, lai này hai con này. Chưa, anh đang lai chim rồi. Chào cụ nha, và thành công hai con cả. Ừ. Hả? Hôm nào bắt, lúc nào ăn thì bắt, bên đấy nó dễ không?